phải không, phải không, nó lợi đáp không, ăn mạnh à, ăn mạnh dữ rồi. Thấy nó gà hay gì, thấy cái nhịp 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 nước đó bụng bụng nó trong. Thang đệ tử giật cũng giật theo. Giật gì lên mê thôi. Lạc vào gặp cái ổ chân của nó này. Nghe nè. Nhự luôn, bé nhự luôn á. Nè. Bây giờ thì mình tới nhà của anh Hùng rồi nha. Rồi em Sơn xin mến chào ở nhà nha. Bữa nay là mình ghé nhà anh Hùng để mà rủ anh đi nhập ếch với đi bắt ếch. Anh Hùng U đâu vậy? Nấu nước gì? Hero uống chỉ bệnh. Cái nước bữa hổm đưa đây hả? À, bữa hổm anh đưa cho anh Hùng này nè, bữa hay là tình hình sao rồi, uống hôm nay thấy bữa ổn không? Ba cái thằng này nó cũng tan đỡ nhiều rồi. Hết chưa? Hết rồi. Vậy đó ha. Hồi hổm nó bằng một tự thân hột gạo mình đó. Chai này đúng là chai thằng dược nè. Hồi bữa hổm là cấp mà em bị đau nửa đầu nè, với mà đường ruột nó đau ê đó, mà nói chung là ăn cơm vô nó hay đau đó, mà cái thằng bạn nó chỉ cho cái em lấy về uống mà tới nay hết luôn. Hết đau đầu rồi. Cái này làm này là cho bà uống nè, vì là trời không có cần đục quá. Dạ ha. Này có, nó có nhúc nhặn nè, mình dặn qua cái này rồi. Cái này mình xài bằng nước nước lọc máy ha. Nè bằng lọc máy nè, máy sinh tiết. Chị bị cái gì nữa ạ? Má bị tiểu đường. Rồi tình hình sao rồi, tiểu đường sao rồi, hôm nay uống bao lâu rồi? Uống giờ đường hổm 300 mấy, giờ còn lại có 100 mấy à. Là đường của chị lúc của hổm lên 300 mấy hả? 309, giờ uống còn có 107. Kiểu đó như là tiểu đường nó còn tiếp 2, tiếp 3, tiếp 2 rồi. Dạ. Vậy mà nó cũng hạ luôn tiểu đường hả chị? Hạ, uống nó thấy khỏe. Chỉ trong vòng khoảng có chừng 15 giây là mình sử dụng được ha. Cái máy này nó hát hùng lắm, nó biết nước sạch nước dơ luôn á. Nước dơ là mau dữ lắm, nó mau luôn, còn nước sạch nó chậm thời gian là đâu cả 5 giây á. Rồi uống phát đây rồi đi đi quay. Đi hả? đi bắt hết. Ở đây hoài. Đó, cho nó lên nè. Vậy là cái này nó là chị nó uống cái này là hết tiêu đường luôn đó hả? Dạ, còn có trăm mấy đó. Chị uống khoảng bao lâu rồi? Uống không gài hơn nửa tháng rồi. 20 ngày. Ngày nào cũng uống, trời ơi, sáng, trưa, chiều. Vậy là một ngày 3 bình rồi ha. Ừ. Mà cái máy này hay lắm nha. Nó như ra là nó chỉ bá bệnh vậy đó, mà hơi nhức đầu mà chóng mặt uống vô nó cũng nhả gì vậy, cái nó nghe lên máu uống vô cũng hết cái đó. Thì đó em bị mà đau nửa đầu, mà đau nửa đầu xót nè là chịu không nổi luôn đó, mà bây giờ hết trơn rồi. Thấy im mà mới mua cho ông chị bệnh nè. Nó này cái nè, cái đồ này cái đơn giản nè. Mình ghim cho đây nè, ghim vô cho điện nè, với mình bật cái nút là lên này rồi. Ờ thôi được rồi, khỏi quảng cáo. Đi sư phụ ơi. Mặc là thay đồ đi. Đây là chưa xung quanh trước cửa nhà của anh Hùng nè. Đó, nồi lòng xoong chảo để vậy á. Này mấy cây mai kiển tiền tỷ của anh nè. Này mà mình trồng cần 20 năm đã bán tiền tỷ luôn á. Đúng rồi. Uống sẵn từ nhỏ luôn chứ. Mà không biết còn tới đó không nha, mình không biết nha. Về cái máy nước thì có mà ai có cần mà ấy thì liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình nha mọi người ơi. Thì mình đặt đi rồi mình mua rồi mình gửi qua cho. Thì chỉ biết thì chỉ nhau chị bệnh thôi. Thấy ở dưới cái bãi dưới bên dưới dốc chân nó có chân luôn á. Mà không biết là nó sẽ ở đâu. Mùa này thì mình đi bắt nhưng mà cũng rất là cực về cái chuyện mình đi kiếm đó. Chỉ có hồi cấp mà nước lũ mới giật đó, thì lúc đó là nó gom, không ngộ thì chứ nó gom dữ lắm, gom luôn. Rồi, nhâm hết trơn luôn. Anh Hùng thì ở bên đó kìa, anh ở bên đó đó. Mà mình ở bên này thì mình gặp cái dấu ếch khủng hoảng luôn. Nó đạp mà cho cả nhà xem ha, nó đạp mà cái ghế cục đất mà nó xề xề xuống nè. Nè
nó quào, nó nhảy, nó quào kiểu gì đâu mà nó xề luôn cái củ đất sẽ lại luôn, dục lại luôn. Con ếch này cỡ khoảng từ từ 3 đến 400 gram. Có nó bản không? Ai biết được móc cái châu. Ê, nó kêu rồi sư phụ. Thôi xài xài cái chiêu bữa nay xài chiêu móc trận. Được con luôn hả? Ừ. À, ít ít lực dằn khè luôn. Ồ. Vô rồi. Bắt ít mùa mưa. Vô thằng chuột. Chuyện. Hiện tại thì đang mưa lâm râm luôn rồi nha. Cánh cánh này là hướng núi nè, núi đổ chị mình đang mưa. Chắc mấy anh em mình chắc dính cái đám mưa này à, cho cả nhà xem. Anh Hùng thì bên kia kìa, nhưng mà gian chỗ cái ống bọng cái này à, dữ dội lắm, không biết nó ở đâu luôn, nhưng mà dữ lắm nè, nước chân nè. Ở đằng đó vậy ha, nhiều lắm luôn á, nước bự bự không à. Như cái thế luôn. Cái này thì có trong mấy gốc này nè. Thế này nhìn sao bắt được nó. Vô này thì mình thua. Mùa này thì mình đi mình gặp mấy cái dấu này là thường xuyên luôn nè. Nó không đó. Gặp thường xuyên luôn nhưng mà kiếm nó không có ra. Nè. Anh Hùng hồi nãy giờ nó rất là tức luôn, bắt kiếm hoài luôn. Chú mới không à. Vậy mà kiếm không ra nó ở đâu á. Chắc nó vô lúa nó ở hay sao á. Mà vô lúa gì nó nhảy ra ngoài mà vô lúa gì. Ở phía trước có một nguyên một cái bầy mà dịch lại đen. Mấy con còng cọc với cả nhà. Nó hiện tại đang trời mưa lầm găm. Nó đậu ở trên này nè. Kìa kìa nó bay túa kìa. Ui. Mấy chục con. Nó gặp anh Hùng nghe là nó bay rồi. Gặp cái này còn tức còn dữ nữa. Để cho cả nhà xem ở dưới chân của anh Hùng nè. Nè, dấu này dấu lớn nè, đây cho nó nè. Nó đi từ từ nè cho cả nhà xem nè. Nó nhảy mà lúng đất luôn. Nhảy lúng đất luôn nè. Ồ. Mới nhảy luôn nè. Cái nằm đâu nè. Cái lợi đây có cái dấu của con vịt lai luôn nè. Ở dưới này nguyên một bọt luôn nè. Nè, cái này là nguyên một vùng luôn nha cả nhà ơi. Đó. Nó không nè. Cái này mốt chừng ếch nè. Chỗ này nguyên bệnh luôn nè. Ếch biết ơi, chúng ta hai cho con mã nè. Vòng vòng chỗ này dữ lắm luôn nè. Mà không biết nó có trong lông cây này không à. Trong đây có mà ếch mà nó không à. Có biết nó ở không à. Cái này cái dấu của này nè. Nó chắc lên. Con này bự từ 300 400 gram. Nè, cái này nè. Nó có ếch. Nghe nghe sột sột đó, sột sột. Nè cái này nè. Thủ nghe chứ để nó chạy nó chuột ra nha. Nha sọc sọc đó. Sầu nguyệt ha. Đó. Ôi, xiên câu kìa, chọn chậu á. Rồi rồi nó nhảy xuống dưới rồi. Cầm lên dỡ cái này lên đi. Nó nhảy xuống dưới rồi. Đâu rồi? Nó lộn xuống dưới đó đó. Lên cái này coi. Dỡ cái này lên nè. Đó. Ôi, nhóc cái chân luôn. Từ từ. Rồi rồi rồi. Nhóc cái chân luôn. Từ nha, dỡ mấy cái nhỏ này nè. Trời ơi, dỡ cái này lên trước nè. Dỡ cái đó lên đi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chị đâu? Hồ lộ của ếch bự.
từ từ vô cái sào nghe kìa. Ui, con này đang cỉnh kìa. Đi hết con. Đi hết con. Con bự, con này cũng được. Lặn nước rồi coi như thua nó rồi. Dễ ăn quá ha. Mấy con vọng chui vô đây. Nhảy ở ngoài mình chắc lại mai mốt mình bắt nữa. Ôi vô cái ổ nó ở kìa. Nguyên một vùng luôn. Bây giờ anh đào hang cho nó đi. Chắc đào hang nó không ở đâu. Nó hồi tay. Sao rồi? Vì là có hai con rồi mà nó đi hết con. Hai con hết rồi. Rồi bây giờ chắc lại thôi. Giờ mò nè. Mò biết đâu mò nó. Múc nước lên. Chắc dễ dẻ để cho nó vô nó ở. Cái móc hôm nay con có cầm không? Phát hiện gì không? Nó nhảy ngoài nhóc hết trơn nè. Không thấy gì chứ. Vô chừng ở dưới mé sệt chân rồi. Chứ này không ở. Coi nó có trong cái đống cây này không ta. Dở lên còn coi cái bóng trong cái ống bọc nữa kìa. Bóng lỏng không có gì chứ. Kỳ vậy ta. Không biết nó ở đâu luôn. Nó dấu chân một cái đừng nó tới nó nhảy. Trời, nó nhảy mà xề cái này xuống luôn nữa nha. Ui ui, lạc vào gặp cho cái ổ chân của nó à. Nghe nè. Nhự luôn, bé nhự luôn á. Nè. Nó dặm bé nhự luôn. Mà không biết ở đâu luôn. Cái này anh vô mé trong á Hùng, vô mé trong đứng. Chứ không anh vô mé trong có gì nó nhảy nó ra nó chụp, còn anh ở ngoài này nó nhảy vô trong sao anh chụp. Không biết dễ nổi. Nổi mà xuồng xuồng cây hả? Thử con thử dẫn đầu qua. Lại đồng này nè, đồng này nó im hơn nè. Có mà. Đồng này nè. Dở đi, dở đi. Dở chứ không, không được sao? Không có. Không có đồng đồng nhảy. Gù mà Dương kéo tới rồi. Quá chừng nó đen rồi nè. Ủa, Dũng lấy đây là nó chưa hay chỗ hay. Trong này ở trong đống cái cây bự, giác này thì có cái đống cây nhỏ nó không biết nó cỡ trong này không à. Hình hên ở trong này nguyên một bầy đi, tại vì ở bên ngoài giống chừng quá chừng luôn rồi. Rồi trống lỏng à. Cho chừng ở mạ nó có cái mạ đó. Nhìn thấy chưa hả? Ôi giời, khủng hoảng luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì mấy anh em mình kiếm chỗ trốn chứ không có thể nào mà đi ra ngoài này được. Người nào nấy cầm len không à. Cầm len, cầm gọng rồi tùm tùm cầm máy nữa. Cái này dắt cái cục cục dắt cái này kiếm ba mình kiếm về nè. Đi về đuối luôn. Không biết nổi không. Thôi giờ trời chuyển mưa thôi mình rút kiếm cái chỗ đi. Mình ra bờ sáng kiếm chỗ trời đó mình trốn mới được. Chứ còn hết mưa rồi mình sẽ đi nữa chứ tình hình này là đó vậy, ông chụp hình một cái là thì ra cái tấm hình đang thui á. Khủng hoảng luôn rồi nè. Còn hơn là dễ gồng nữa. Ông chụp hình một cái là xì khói rồi á. Sau cơn mưa trời lại tạnh nè. Hai con muốn mình đi nhấp ếch. Đi đào mà theo cái mấy cái đường mương á thì thấy giấu quá chừng luôn mà không có rồi. Chín được có hai con, giờ mình chuyển sang giờ hết mưa giờ quay lại mình đi nhấp. Có thể là nó sẽ ra ngoài hang. Có mưa là nó sẽ ra ngoài, nó ở trong hang lắm. Ít là ở trong hang, trời mưa nó ra ngoài. Mình tới ruộng tường đi. Này hái ra muống, cái này hái cái lá nha. Cho em coi cái lá này. Cái lá này là để một lát mình sẽ ghim vô trong cái lưỡi câu.
cái này ghim ở trên, cái này ghim ở cái lử, trồng về cái giật dính. Hai chân câu kiếm bắt được mớ nhái, mấy nhái đâu hết trơn rồi trong đó đó. À mình bỏ vô trong này luôn hả? Nhảy đó, nhiều là hú nhấp tới chiều rồi. Nhiều đó nhấp cả tháng luôn á. Kiên căng quá. Hái vừa vừa thôi. Đó, bỏ gì nè. Mình hồi cái mình rút này, rút lên giống như là rút rút tâm vậy. Dăm nè. Căng. Cái hàng câu của mình nè, mình cột lại nè. Kéo nó ra. Không có con cỏ không có làm ăn gì là cà dảnh 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 chị chưa. Ai mượn móc với cho nó mòn gì đó. Ăn chưa? Sao giống con ngắn mối quá vậy? Biết đâu. Con ếch nó ăn lại nó gột từ kìa chứ lắm. Chắc em ngắn mối quá. Ếch nó ăn nó quậy ụng 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 luôn. Ngắn mối rồi, đầu luôn ngắn mối. Dính chưa, dính chưa? Còn này bự á nha, ụng 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 á. Nó quậy ụng ụng á. Chảy hả? Ừ, ủ quá. Ngết bự, ụng 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 ụng. Nó dán luôn. Dẹp bên dài ba cái cho nó liệt xuống. Nó bị cái cây. Ăn nữa hả? Dính cái bộ ơi, dính rồi. Ê số. Nghe ổng 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 hoài. Trầu nắng cũng dính, con cũng trọng trọng kìa. Dính rồi. Nó giật con dây thắng băng. Con mồi còn nguyên. Bèo nhà ông mồi của tôi hết trơn. Anh cũng mồi. Mưa xong cho nó ra hang ha. Ừ. Nhảy. Gà nó mát mát, đỡ mát mát. Nãy giờ mình chảy mấy con. Không sảy nãy giờ nhiều lắm. Sảy gắn mối nó đèo. Mấy gắn mối này cũng lợi hại, nó làm giống thịt như con ếch vậy đó. Nó cứ gãy gãy gãy. Nó ăn cái gì bộp bộp vậy? Để cho ông coi nha. Phải nè, không nha. Hình như nó ăn cái gì. Trời ơi, con trâu nó ăn giật tưởng dính. Giật. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ủa?
tiếng đồ chảy. Thôi rồi có già. Tiếng đồ chảy không? Bèo nhiều con nhái tôi luôn. Chú ơi, trầu giật chất quốc. Lâu giật giật cũng giật lên mà nó xảy mất tiêu. Nó hơi tơi tả chút. Nó nhai nhiều quá thì nó tơi à. Nó hơi tơi tơi. Đi qua cái hướng bên kia à. Đi sang cái đường kinh nãy à. Mà bộ bên đó. Nhấp cầu cá thì dính không? Chúng ra là đi là im ha. Là mình đi nhấp ếch á. Bữa nay nó dính hơn cái mà so với cái mà mình đi. Cho ăn kìa. Ăn đi. Đi đào. Đi đào thì nó hơi cực thiệt á, nhưng mà có cái có phải thì nó trúng. Hên thì trúng ngay cái luồng hết dữ lắm. Nhưng mà bữa nay không có hên này. Nhấp này cũng vậy. Bữa nay trời quá. Mưa. Dú dò quá trời dú dò luôn. Cấp chưa mưa mình đào cũng có đâu. Cấp nó chơi mình đi kiếm dú dò mình đào bơ bơ hang gắn nhóc. Để vô đây đi, nhấp chảy hết nãy rồi. Cái chỗ nó xảy nãy nè. Hết bự. Anh không anh gần anh quay trở lại hết bự. Chỗ mà hết mà nãy anh giật xảy á. Lâu lâu mình quay trở lại mình nhấp anh nó sẽ nổi lên, nó lặn nó chút xíu nó nổi, mình đi lại nổi lên. Nghe ục ục rồi nó mới phải nó lợi không biết. Nghe phục 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 phục. Nó lợi hay vậy? Đó, ta thấy nó lợi nó gị vậy đó, bắt đầu nó gị đó. Anh để cho nó từ 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 cho nó lôi. Nó sóc sóc nó dở lên nhịp nhịp á. Nhịp 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 á. Nó gị luôn rồi, gị rồi. Ôi, xong luôn. Hết bận. Úi. Hên thiệt chứ. Ui ơi, cái kiện không nổi thôi. Ông gần ốc luôn, nó cắn mình. Cái nhà thấy không, kiến này nó cắn nổi mặn. Mặt bấm luôn. Trời, nó ngứa. Được nhiều rồi. Đó. Thầm phức ha. Thở ăn còn cái đầu không à. Xong luôn. Hết cục mòn. Nhảy lăng căng đi ha. Thay cục khác kìa. Cái đầu này xuống. Hồi có mấy nãy thì ông trời ông chưa mưa. Đang thấy ghê luôn. Thì bây giờ nhưng mà bây giờ cả nhà xem về hướng núi. Thấy núi rồi đó rất là đẹp. Đó là kêu là núi Cấm. An Giang thì mình có mấy cái khu mà vui chơi giải trí rất là đẹp đó. Ở núi Cấm nè. Mùa này có mưa nhiều vậy là ít bữa nữa là sẽ có suối đó. Rồi. Chức quốc. Nhấp mà để vô trong mấy cục lùm nó dễ có ếch lắm. Mà con cái là khó là khó để. Của ếch thì ban ngày thường ở trong mấy cục lùm. Thấy nó gà hay gì, thấy cái nhịp 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 nước đó, bụm bụm nó trong. Thang đệ tử giật nó cũng giật theo. Giật gì đam mê thôi. Nó giật gì đam mê. Giật gì ghiền á. Thấy nó giật dính giật theo à. Ngồi không dính đâu.
không qua tôi giật, tôi giật 50. Bịch rồi đó nha. À, bắt cặp luôn kìa. Ủa tiếng bắt cặp luôn chứ. Thấy nhưng mà thấy giấc này là chuẩn bị có một đám mưa nữa đó cả nhà. Mưa qua rồi bây giờ chuẩn bị có tới nữa. Hướng này là cũng là hướng ngoài biển, ở đây gọi là ở đi xa hơn nữa là Hà Tiên, Hà Tiên Kiên Giang á. Ở ngoài biển cho nên là gió lúc này là gió biển thổi vô là có mưa. Trong lúa mà nhấp dính cười té. Có con ếch mấy chục năm. Nghe ủng ủng lên Hùng. Nó phải không, phải không? Nó lại đáp không? Ăn mạnh nè, ăn mạnh dữ rồi. Dạ, ủng 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 kìa. Chuyện này ở đằng Châu nó im ru rồi. Nó phải dính hoài được. Okay. Trời bời luôn. Mình không dám đi lên mạnh nữa mà còn nghe rột rột. Cá lầm tông hay sẹo không? Tầm tấm đó, nghe tầm tấm đó. Đó, thẳng vậy đó. Dừng. Trời ơi, trời đúng rồi. Nó đậu nuốt. Một chút. Tử đậu nuốt không? Cả 5 phút nó giật vừa. 5 phút nó còn cái lử không luôn. Nó thì chỉ cần nó nhịp nhịp vài ba cái là bắt đầu mình giật được rồi. Mà mình để lâu quá là nó buồn. Tại vì nó ngậm lâu là nó sẽ dính trúng cái lử câu á. Nó sẽ nhả ra. Chỗ này có cái cây trứng cá, kìm cây còng nó ngã. Đằng kia thì có cây còng nó ngủng, cây nhã cây ngủng. Một ngày mình nhịp lên nhịp xuống thì cần có mấy ngàn lần. Mít thơm quá, thơm luôn rồi. Mít thơm phức cả nhà ơi. Mít này thơm lắm luôn nè. Nhưng mà mít thối. Nè mình giờ búng là mình biết nó chín. Hộp hộp gì là nó chín đó. Nhưng mà mít này nó thối rồi. Nó thối đây rồi nè. Cho nên là chỗ thối nè. Đó, thối rồi nè. À, vô đi mình đi đồng đó là mình không có sợ đói nha. Tuy là cái vườn của người ta thiệt nhưng mà mấy cái trái này nó bị chín thối mình được quyền mình bẻ mình ăn à. Đâu có la đâu. Đang muốn này nó ghê luôn vậy mà nãy giờ sao chưa thấy nó ăn trời. Gì vậy giờ? Gì vậy? Trời trời cọc ngang cọc luôn nổi. Thôi là giật hai thầy trò hẹn luôn nội. Con ếch chú béo béo. Hai con. Châu thì ở đằng cái gốc kêu là gốc gì, gốc mít. Anh Hùng thì trong cái đám này nè. Gốc mít này là gốc con muốn. Nó dính xong nó nhảy ngược ra ngoài. Nó nhảy ngược ra con mới thấy.
Trời bắt đầu cũng chỉ mưa nữa kìa nhà ơi, hướng này nè. Quá chừng luôn rồi. Đó, nó đó mà giữ thằng ếch cho bụi xả đấy. Ếch lục xả. Nó cho bụi xả nó này chỗ này, ếch chỗ này gốc cây chỗ này nè, nghe nghe bên đống rơm. Rồi đi về. Về ghe. Xong mấy anh em mình về ghe cả nhà ơi, thì được có bao nhiêu ếch nè. Dạ là này được có khoảng cỡ mười mấy con gì đó. Được ký mấy á, với kèm theo bữa nay á là có mình có chuẩn bị thêm một cái con vịt, vịt này kêu vịt ta nha cả nhà. Vịt ta. Bữa nay mình làm mình nấu với mấy cái này mình có chuẩn bị sẵn nè, đây có măng nè, với này là có qua. Này giấm. Giấm. Mình làm bữa cơm chiều. Ê, giờ tính gì được không à, có măng nào vịt bây giờ mình nấu vịt mà nấu kinh chua măng giấm đi. Trước giờ nấu kinh chua măng. Trước giờ chưa ăn luôn đó, được không? Chưa có làm luôn á. Kệ chưa không? Vậy đi. Còn ếch nữa làm sao? Ếch quá nhiều nè. Mình đọc măng mình đọc cái này nè, mình thấy ở trong viên đã làm á. Mình bất chấp mình làm theo. Mình đọc thêm một đợt mình xé xay ra ha. Thấy ghê hay ha. Măng này kêu là măng che gì ta mà có lông đen nè. Có biết măng che gì. Che tàu hay che mạnh tông hay là che ăn măng. Không hiểu luôn. Thấy cái một chà bá nhưng mà gút cuộc lại thì xé ra không còn một có bao nhiêu ha, còn chừng chén à. Đó. Là măng này hình như là mình phải gỡ ra cho đến hết cái lông hay không? Đúng rồi. Nó hết cho trơn cái bẹ có cái lông nè. Cái lông thì gì nữa mình còn gọt cái gì nữa nè. Nó còn dính ba cái lông đó. Hình như là lông nó ăn là không được. Nó không có nó tiêu được. Không có tiêu quá kịp luôn. Lông nó thấy ghê lắm. Mày cái từ ha. Cái này thì ấy xong rồi mà mình sắc ra mình ngâm nước muối không? Ngâm nước muối rồi cái ngồi mình luộc cái lại. Vậy là mình luộc sơ lại đó ha. Luộc sơ lại cho để mà nhà một măng mà người ta dính đất á. Rồi nó đắng, ngâm được cho nó ra chắc lắm. Vậy là mình luộc vậy là nó sẽ không có đắng nữa ha. Ừ. Mình gọt luôn chỗ này nè cho nó còn không lông. Cho nó hết lông. Cái này thì mình để muối vô trong cái này để mình sắc cho mình ngâm nó ha. Mình ngâm đó. Nè, muối cục. Muối cục mà ăn bổ lắm mà. Từ đó tới giờ mới nghe là muối cục ăn bổ. Anh ăn á, hiểu hiểu luôn á. Cái gần cho nó ra hết ba cái nước muối nó thấm đều đó rồi mình sẽ sắc mình bỏ vô. Ừ, mình sắc bỏ vô. Tại nó dính đất á. Mình ngâm cái kiểu giống như mà mình ngâm bắp chuối ha. Ừ. Trắng bông luôn ha. Đẹp ghê. Đó, vậy đó là mình sắc được rồi nè. Châu thì lời sau mằng mấy con ếch được đâu mười mấy con, bữa nay mình đi đào á có mà ít mà ghê vậy. Nhờ cái nhấp mà nó mới dính nhiều thôi chứ hồi là xong luôn á. Đi đào có hai con con nhắc đi đào. Nếu mình nấu canh chua măng là mình phải chắc gì nè đó, chắc miếng miếng gì nè, nó không có nhừ. Chắc cái gan thử nấu luôn.
đẹp không? Thả vô nước muối. Mình thả nước muối này hồi giờ mình bắt luộc nó nè. Giống thả nấu này nè, thả nấu ra chiên da nè. Đó. Quýt khúc luôn à. Mình cắt ra chia làm 4 cục luôn. Chiếc này thì bà lặn sáng khấu luôn rồi, tùm lum cục hết trơn. Nhiều miếng lắm rồi. Này là miếng mỏng có nè, rồi nhỏ nhỏ có, dài dài cũng có, rồi này nguyên một cái ảnh cũng có luôn. Rồi bây giờ thì để mình luôn. Ngâm, cái này mình ngâm trong vòng khoảng từng 50 phút là được ha. Có 10 phút. Đây công đoạn mình nấu măng. Nấu cho nó chín, cho nó gà chắc nó đắng. Nãy giờ ngâm muối cũng đã lâu rồi. Cả 15 phút. Vậy là mình ngâm cái nước muối rồi khoảng cỡ 10-15 phút rồi. Giờ mình để vô cho mình luộc cho nó chín luôn á ha. Mình ngâm nước muối này là ngâm cái rượu là cho nó giòn á. Luộc mình gọi là mình xả nước luôn rồi. Thì là xả nước đắng á. Cái này là mình luộc xả nước đắng đó. Đó, cho ngập nước lúc gì nè. Cho nó mà nó mau gà, nó mau chín. Ở bên kia có cái nhà ta đang mặc cầu hến đó cả nhà. Đó là người ta đang cầu hến đó. Bắt con hến, hến giờ là hình như là cũng gần cả 100.000 ký á. Phải không? Hến, hến luộc, luộc ra ta lấy thịt đó, giá trị lắm á. Ờ, cái ruột á. Có 70.000, 70.000 cũng có mà tùy theo loại ống bự cũng nhỏ. Ờ, tùy theo cái con hến nó bự nó mập ha. Bữa nào mình không đi lặn mình luộc bán mấy bữa. Nước này hả? Có gà chắc đắng rồi. Nãy giờ thì luộc xong cũng tầm khoảng cỡ trên 15 phút gì rồi. Cái này nó cũng sôi bột bột bột. Nó bốc khói. Còn phải lấy ra rồi nấp dùng nó. Cái này. Vớt đi rồi mình chắc nước ra bỏ. Lấy cái chiếc đũa ta cặp vô. Đây, gần tới giờ. Sư phụ. Này cũng. Đúng. Tay trái là không được. À, cặp vô vậy nè nó mới dính nhiều. Mình có đem cái quảo thôi không ta? Thôi kệ đi, ra gài thôi. Đó. Măng này thì cái nước này nó ra màu vàng này thì nó đã ra hết rồi đó. Là nó sẽ không còn nhẵn nữa. Măng thì mình phải luộc cho nó chín sơ qua những cái bắt đầu giòn. Mình xả nước nó bỏ. Mà nó có cái độ giòn nữa. Này là công thức của riêng của cái măng ha. Mình luộc mình phải xả cho nó chứ không thôi để là nó sẽ bị nhẵn. Độ nhẵn nó ăn cái nó ấy lắm. Quay làng á anh nhỏ mày mày á. Anh đi bứt măng tre nè, măng bích tông nè, rồi măng le nè. Rồi về cũng làm dưa chua cũng luộc vậy nè. Cái đó là măng le là thường thường ở trên núi. Trên rồi trong rừng không à. Măng le ở trong rừng. Anh bùi lần anh đi nhổ cây mì ở trên bùi lăng của lớp á trong rừng á. Lăng lớp nó nằm đậu. Làm khỏi mình khỏi Bình Dương nữa. Ra tới Bình Phước không? Tây Ninh không? Mình thì bùi lăng của lớp Bình Phước đó. Còn chưa tới Bình Phước. Mình từ đó tới Bình Phước là 50-60 cây nữa. Xà dữ ha. Bây giờ anh đi nhổ mày mày với mấy cơ mấy gì, mấy khô. Măng le ăn ngon lắm á. Nó được là cái nhận làm thịt chua. Nó mặn 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 mặn. Rồi nó, cái cọng măng nó nhỏ nhỏ còn không có bự. Rồi cái mình phơi khô để sau này cái mình nấu canh chua. Canh chua măng. Thì chuẩn bị thương dịch này cũng tầm khoảng cỡ ra đâu gần 3 ký, 2 kg mấy vậy đó. Dịch này kêu dịch ta hay là dịch Bắc Kinh ta? Này dịch nông nghiệp.
ta hình như là con vịt Bắc Kinh không quên à, bên sau ở dưới ta kinh. Nuôi ở dưới kinh nó bắt ở kinh lên nó bán rồi vịt Bắc Kinh đó phải không. Châu thì đặt bằng cái gao, cái này thì gao chỉ là để nấu canh chua nè, quế tốt ghê. Ôi ôi, cua câu nó mập hơn cua câu anh nữa nè. Mấy anh em mình thì đang ở trên cái kinh là kinh Sáng Tư Dương. Cái kinh này bộ ngang cũng tương đối là khá là rộng. Đây quanh bển cũng tầm cỡ 10 mét gì đó. Hướng mình chỉ hướng này là ở ngoài dầm Sáng Tư Dương, đi ra ngoài sông Hậu á, kêu là sông Hậu. Còn nếu mình đi xuống chỗ này á là đường của kinh Ba Thê, là xuống Ba Thê núi Chóc núi Chọi là nên đi xuống đây nè. Nó bén thì nó không có bén mà nó nặng, lấy cái đầu đậm nặng hả. Dao này thấy mình dở mình để xuống cũng tầm khoảng cỡ ký mấy, 2 ký. Cái dao này chặt chân đựng ngon thầy. Bữa nay dịch mình làm 2 món nha nhà. Anh Hùng bữa nay thì anh chặt ba cái bên này rồi là một lát mình sẽ nấu chua. Còn ở phía bên này thì chừa lại một cái thịt nè, rồi lát mình sẽ nướng nhậu xương xương. Nhậu nữa hả? Ừ. Làm nó rượu rồi khoái lắm. Ít hay nhiều chứ. Những cái nhân tốt rồi chùa. À, tới giờ mình đọc hỏi. Mình sẽ mình thử ba cái này. Ba thịt vịt là mình phải khử hả anh Hùng? Khử anh ta cho ta bán ba mồ hôi nó ra. Cái mùi của con vịt đó ha. Mình làm mình phải khử trước cái cho nó xịt nó thích sẽ thơm. Đập hơi lấu tay luôn à. Nhừ luôn. Cái này là mình khỏi sắc lại luôn á. Tại cái dao bự quá, nó nặng. Đưa xuống đâu mà hơi đỡ tay. Châu thì chuẩn bị 3 thang được rồi. Nhiều đó là mình nướng được rồi. Đó, giờ mình tới đổ dầu ăn vô. Khử nó. Cái này mình để cho cái chảo nó săn lên mình mới để tỏi vô ha. Để đổ vô cho dầu coi dầu nó có sôi chưa. Cái chảo thì đang nóng sẵn, để vô là nó sôi luôn rồi kìa. Chưa. À. Sôi đủ rồi đó. Sôi đủ mình mà để vô nó không có xèo. Để thử đi biết liền né nè. Thấy không? Là mục rồi đó. Đó được rồi đó. À, gì đó được. Cái này mình thi ba tỏi cho nó hơi vàng vàng lên mới được. Vàng vàng hơn cái mình xào. Đó là cái chảo à, chứ để nó hơi bập bên. Ở trên sông thì có cái gió, bên phía bên trên thì có cái lùm cây gió phát phát cả nhà. Rất là mát. À, không biết. Bây giờ thì anh Hùng ảnh cho ít vô luôn nè. Ừ, câu nó quá thì to luôn. Này thật mỡ nó nè. Đảo đi. Nhưng mà phải hai người dịnh mới đảo đúng mới được ạ. Cho nó một hồi nữa cho con vịt nó chín từ từ mình hả đổ măng vô. Sơ mình đảo như nào cho nó sắc nước này hay sao? Mình muốn cho nó sắc rồi không cho nó sắc cái gì đổ nước vô cũng được. Còn mà mất hết bỏ. À, vì là mình để cho nó sẽ sắc chút nữa nó sẽ con thịt nó sẽ thơm hơn ha. Còn nó không có bị hồi vịt. Cái vu câu này, đó vu câu mình nó bự hơn vu câu mình gấp 10 lần luôn. Lát là anh Hùng anh bợ cái đó đó. Không bợ đâu. Vậy chứ đây có ai đâu bạn? Đây cũng có ai đâu bạn. À đây cái nè, muốn bợ nè. Cánh giò đây của mình.
Cái này là món đặc biệt không? Xé quẩy. Đó, vịt nè, vịt coi coi nè, cái cánh nó ngon, cánh với vỏ ngon. Bây giờ tới cái công đoạn là mình sẽ để giấm vô. Anh Hùng, anh để giấm vô cho cái đậu chua. Mình canh cho cái đậu chua vừa phải thôi ha. Đúng rồi. Để quẩy anh gì nào mình thử cái mình biết à. Vịt thì nó có màng màng sẵn là do nó có chất mỡ. Chắc cả khoảng thêm 3 giá nữa quá. Nêm luôn xuống. Giấm này thì giấm mà tự nuôi ở nhà chứ không phải mà giấm mua, không phải giấm tây. Mua nhà để dành mình xài. Nào nói nào ngay thì mình tự cung tự cấp nó đỏ hơn cái mà mình mua ở chợ. Giấm giá nữa đi. Chưa được ta. Chưa được chua. Hai giá. Vậy đó hồi mình dằn còn dằn đường này kia nữa nó vừa. Cỡ hồi mình dằn cái này là nó thành là cái hũ giấm này là mình nấu canh chua, cái hũ giấm này nó ngon lắm. Cái hũ nó ngọt từ từ. Bây giờ thì mình nêm nếm luôn chổng luôn ha. Nêm nếm. Là mình cho gia vị vô, hạt nêm nè, rồi hạt ba món. Hạt nêm, đường. Đường đường à, đường bạch. Là bạch đường. Gãy đường là đường hủ. Đường này giống hủ. Đường hủ đường. Khi mình nêm nếm xong rồi thì mình cho măng vô hay sao? Cho măng vô. Này nêm nếm xong rồi cho nó thấm gia vị này, trong đây nè. Thấm trước à, cho nó thấm trước vô trong cái thịt vịt trước ha. Thịt trước. Còn liệu. Đây, tới mình múc măng bỏ vô. Măng này mình luộc rồi nè. Còn măng này cũng to thế. Thôi gặp cái gì đi cho mau. Bộ sắt rồi, bộ thử nó to luôn. Luộc măng á, mình luộc á nó nở á. Cái mình lấy nắp lại lại xoay chừng 2 giờ rồi. Bây giờ thì nó đã thành công cái món này gọi là vịt mình nấu măng. Vịt nấu nấu nấu, nấu nấu chua măng ha. Vịt nấu chua măng. Thôi nấu chua măng được rồi. Châu thì bên này chuẩn bị cái bếp than để mà nướng ba mấy cái thịt vịt còn lại nè. Ăn mớ để mà mình nướng như xương xương. Ngon rồi nha. Miếng già đó mới ngon. Quý vị ngồi trên đó được. Thấy chân muốn nướng là ngon nhất nha anh. Cái đó chắc cháo cục. Này, hai cục. Cục là bự của mình. Bự ăn bự, nhỏ ăn nhỏ ha. Ngon nha. Căn ký nha quê. Ờ, căn ký thôi mình thua. Càng ký ra là lấy cục. Giống này là mình đi ra mình nướng thịt là quán quán cơm á. Cái này thì cái nước mỡ của thịt vịt nó rớt xuống bên dưới cho nên là nó mới có cái chuyện mà xịt khối. Sao rồi? Mặn trắng tác à, đẹp ha. Bẻ ra coi nó gãy chưa. Mềm mềm mày. Chút nữa đi. Bây giờ thì tới làm cái món là ớt cả nhà ơi. Bữa nay á là mình đi nhấp với đi đào cũng được mười mấy con, bây giờ cũng ra món rồi. Nè. Mặn ra sẵn hết rồi. Ớt thì chiếc này mình lọc da nha. Là do là mình làm cái món là ớt mình luộc nước chấm mình sẽ khoai á, trộn gỏi sẽ khoai cho nên á mình mới bỏ da.
nó quân gần chín rồi đó. Nó teo quá kìa. Thì ở trên cái đường kinh này nè cả nhà ơi, thì có rất là nhiều cái những cái chiếc mà đi cào những con hến như thế này nè. Bây giờ thì chắc hến cào họ cào còn ít chứ không có nhiều nữa đâu. Anh nhớ hồi xưa không? Nhảy lặn. Hồi xưa hốt không ạ. Hồi đó là khi mà mình nhảy xuống sông á, mình muốn ăn nó là mình nhảy xong mình lặn, mình lấy cái gỗ theo. Rồi lặn xuống là mới lấy cái bên tay mình quờ qua quờ lại gì nè, cái mình gà cái chỗ nào có nguyên một cái bãi nó dày á, để cái gỗ chút mình đùa nó vô vậy nè. Rồi lên là cái gần cá trảo luôn vậy nè. Mình lặn giật dài ba hơi à. Hồi xưa kệ. Bây giờ ghe cào gì là không còn đâu, lẻ tẻ. Lặn xuống lên chưa được ba con. Mấy ông anh này không cào hết rồi. Này là tới công đoạn mình thả hết vô. Nước giấm rồi. Cái này thì mình luộc giấm rồi xong rồi cho nó chín hết trơn là mình sẽ xé khoai. Cho cái bụng miếng nước kìa tụi. Cái này giờ mình cho nước vô cho nó ngập ngập chút để cho nó mau chín. Cho mau rồi. Nhìn thấy thèm quá. Cái này thì mấy cái cục này nó chà bá luôn ha, nó bự mà bây giờ nó teo lại còn có chút xíu à. Này con không biết nè sư phụ. Mở thì nó chảy nó xuống dưới cái bếp than hết trơn luôn. Cái này chắc camen quay ăn dụng quá. Ui. Cái này nó thật sự nó chín chưa? Ok đó. Nhận. Chà. Bây giờ mình sẽ tắt lửa rồi sau đó là mình sẽ vớt ra để mà xé ra cho nhà, xé trộn gỏi. Da nóng chưa. Ít con nào lấy to. Ngon ha, trắng phiếu ha. Nó có cái như là cái chất của mà hình như là giấm á, nó chua rồi thành ra nó trắng luôn. Trắng bông luôn nè. Thấy không, trắng bông luôn. Cái này bán mâm này thì giá 400 ngàn. Châu thì chuẩn bị cái chén muối. Bữa nay mình ăn chén muối ha. Muối, cái này là muối. Xé khoai thì ăn với chén muối nó sẽ bắt hơn, với cái nữa là bữa nãy là mình nấu nấu chua mà. Vịt mình nấu chua mà. Vịt nấu măng chua hả? Vịt nấu măng chua. Ngon không? Đây đây nè. Trong này mình sẽ cắt cho nó nhuyễn ra. Các cô cầm được hết tóc rồi cả. Bây giờ anh cắt không được cũng hết cũng được nữa. Hết rồi cái là đi theo ông Minh Tệ luôn. Xong luôn. Hết rồi cái là càng dữ lắm luôn. Mất công rồi. Tốn thêm cái nồi cơm điện. Chùa hớt tóc tặng cái nón. Ôi giờ tôi. Giờ tôi hớt tóc tôi tặng cái nồi cơm điện được không? Cái gì đó coi. Vậy là ok nè. Chắp me mấy em mấy cái này vô coi. Phiếu luôn, đồ ngon. Tay trái cầm đũa, tay phải thì cắt hết. Cái công đoạn này mới quan trọng nè, anh Hùng anh chuẩn bị cái chén nước để mà mình trộn với trong gỏi nè, là cái chén nước giấm. Giấm đường, muối, nấm lường với nước mắm. Nước giấm nè, rồi đường với nước mắm phải không? Ừ. Rồi giờ cho thêm một miếng ớt nữa. Đó, cho nó hòa quyện cho nó có cái chất cay cay ha. Gom gom lại. Chế đây mình trộn luôn là được rồi. Gom gom lại cho đẹp đẹp chút.
tầm nước mắm thì mình để ít thôi, nhưng mà nó có cái độ vàng lên. Muỗng nước mắm được rồi, đâu cần nhiều đâu. Muỗng ăn canh là mình làm gỏi là dư sức kìa. Tại vì gỏi thường mình làm gỏi chua, mà mình để chần cho nó có chất chua. Chất chua mà dằn lại miếng nước mắm cho nó mặn mặn luôn rồi. Thì bữa nay là một sinh miền quê của mình đó, là đi đào ếch với nhấp ếch thì cũng có chuẩn bị được 2-3 món vậy nè. Thì đây là cái món mà ếch đó, mình xeo khoai ha, xeo khoai với rau gầm, mình luộc nước giấm. Cái này thì cái này là vịt nha, chứ cái này là vịt ta chứ không phải là vịt lai. Vịt này bự hơn con kia chưa? Vịt này bự nhiều. Đây là vịt ta nó bự hơn con kia. Thì nay mình nấu chua măng. Anh Hùng anh làm anh món nấu chua măng. Với nữa là mình chờ là một mớ thịt như này là mình nướng thì cũng được mấy miếng thịt à, mình nướng nhiêu đây. Mình nướng sa tế á, nhâm nhi xương xương với dày và ly rượu. Rồi mời cả nhà dùng cơm với nhâm nhi xương xương với mua sinh miền quê của mình nha. Mời cả nhà. Dán hổng gài mà chịu qua này lâu quá. Phải cái món xé phai cô gầm này kìa. Cảm giác nó gà sao. Ăn được không? Không, được ngay ăn chứ nghe. Món này lần đầu tiên được sư phụ nấu cho ăn. Cái món trái khoai cô găm này luộc nước chấm nè, chua chua. Ngọt ngọt cái mặn mặn ăn vô với mùi cô găm bắt ghê. Hồi xưa đâu có ăn được gì đâu, cái hết mà trộn gỏi mà mình xem cái mình luộc nó giấm mà mình trộn gỏi cô găm này thì có lâu đời nha anh. Hồi đó là ông bà xưa cũng có làm món này nhiều rồi đó. Nó đặc biệt nhất là xé khoai trộn gỏi rau găm á. Này ngon không? Măng này giòn rồi. Nó hết cái vị đắng luôn à. Ăn giòn. Đây là cánh chấm muối. Mềm theo luôn. Thấy ngon không? Được biết nói lên được mà coi mai mốt ta làm theo chứ. Ăn thử cục măng nữa mới biết được nói. Chua không? Chua không anh? Nó vừa ăn không có chua gì mấy. Cái này kêu là vịt mình nấu là nấu chua măng. Nấu bằng nước giấm. Nấu ăn chua măng ngon. Măng rất là thơm, nó giòn không? Giòn mà cái măng nó chấm nó vị giấm á. Nó chua ở trong cái hậu á, còn chua trong đây nè. Trong cục măng này luôn á. Cái thịt nó mềm luôn á xuống. Mình ngâm muối nó giòn lắm. Làm ly xuống. Được, nó ly. Món thịt nướng là mình phải cụng cái cốc cho mới được. Mới được quyền nó hợp lý hơn. Thử con nước ăn được không chùa? Không bị khô. Thịt nướng này vừa cái nó hơi dai nha. Cái chiếc ghe mà nó bầu bầu cái này gọi là ghe chì anh biết không? Ghe này thấy nó cái bầu nó lớn á. Một cái bầu rồi. Cái này mà cái lượng cũng không phải cái lượng. Biết cái ghe gì luôn. Này biết ghe gì không? Ghe chữ luôn á. Ghe cây. Mình thử cái món măng của anh Hùng anh làm nha. Này thì vịt mình nấu là chua măng. Này mình chấm với cái này là nó sẽ bắt hơn ha. Tại vì nấu chua là muối ớt là nó bắt hơn.
thấy trong ra nấu canh chua làm không mới ớt. Có gấm mà thịt ếch nó mềm. Măng là chua chua. Giờ thấm nước giấm. Ừ, giấm chua. Tại vì mình làm món chua mà. Ừ, nó dằn khe ở trong mà. Nó giống như mình nấu canh chua vậy ha. Ừ. Mà đâu mình nấu canh chua măng ha. Canh chua măng. Nó giòn, cái vị giòn ghê không? Chấm muối ăn ngon chua, giòn. Ừ. Ừ. Nó ngon nhất mấy cái già nãy giòn. Mấy già này giờ nãy giòn. Nó có sơ sơ đó. Mình chấm muối vô, mà cá không? Rồi. Thật sự không? Ăn nhiều có sức. Mấy mồi bữa nay là mồi nào cũng bắt hết trơn. Này cục tập đúng không? Nếu không làm thầy là có lợi cái đỡ cục bự. Thịt tới thấm luôn mà vô thịt luôn chuột. Ừ. Thử miếng dầu găm lên vịt năm nướng này ăn dầu găm nữa gà sao nè. Vậy có bắt không? Cũng im mới hả? Ừ. Không bắt quá. Không? Mùa này không biết nghĩ làm sao mà mấy ếch mà lại mình kiếm chặn ngay vậy ha. Không biết cách chết người ta luôn. Ếch rồi nè, mình đi á, là muốn gần tối một ngày á, là được có bao nhiêu nè. Hồi cấp mà nước mình mới giật á, nước lũ á, thì mình đi chừng 100-200 mét thôi là 5-7 kg à. Mà bây giờ là mình đi vậy đó. Cái này không biết ếch nó làm gì đâu, nó vô lúa không biết. Chứ ngoài kinh là không có à. Dấu nhóc chân. Ừ, có dấu mặn. Kiểm hàng cũng thấy có hàng bóng như đào vô cũng thấy luôn. Cô không có luôn. Giấu thì nhóc cái đợt ha, đốt chân của nó là thôi bầu bài nhảy luôn. Đốt chân nó giấu gì cũng nè, lớn 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 gì không mà con ếch nằm đâu mình không biết luôn. Cặp mé nó thì giấu rất là nhiều luôn mà. Nói chung là mình gặp là bầy á, nhưng mà bầy giấu á ha, rút cuộc lại chứ không phải bầy ếch nha. Bầy giấu chân kiếm cho đã rồi cũng không có gì trơn. Nhờ cái mình nhấp chứ không là xong luôn rồi. Hấp nước măng hả? Được. Thử đi. Nó cái độ chua nó ra sao. Còn cái vị giấm không chứ? Còn vị giấm nó, vị giấm nó ngọt á. Vị tại giấm nó ngọt chứ nó không có chua hả? Không có chua. Tại vì mình có nêm đường mà. Nêm. Lo hấp hoài đi, hấp cái này mới ngon nè. Thấy không? Còn cái hậu nè, hấp cái này là ngon nhất nè. Hấp nè. Đi. Đó, thấy không? Hấp nhà cót 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 vậy đó. Khè rồi, cá hổ. Đúng là nhất nướng gì chiên hay sao không? Món nướng là ngon nhất. Nói chung là món nào bây giờ kìa, ở đây món nào cũng ngon hết. Ếch thì lúc này nó bấp bênh vậy mà không biết tới tầm lối chừng nào đây tới mùa nước là nó có không biết. Anh biết không? Biết đây là tới mùa nước làm. Rồi tới lúa chỗ đồng đồng lên là nghe mùa ếch luôn. Ở tận hang nha, nó ở hang hay sâu. À, lúc đó trong ruộng nó ra ra sư phụ. Trên ruộng là lúa chỗ đồng đồng rồi trên ruộng nó ra nó ăn hết trong là trống được rồi. Mất lỗ ra ngoài. Bây giờ cũng bấm nước vô lúa chỗ đồng đồng. Lúa chỗ hay là lúa có đồng đồng? Lúa có đồng đồng á. Lúa có đồng đồng, cái này có đồng đồng rồi đó. Cái này chưa có, người ta chỗ lên như này. Là lúa chỗ. Rồi biết. Vậy là tới cái đợt mà lúa chừng nào mà nó chỗ ra rồi là lúc đó là ếch nó mới có ra ở hang nhiều ha. Ở hang nhiều, có rồi nó ở trong lúa nhiều. À. Mình đi thấy dấu không à? Thấy dấu không? Măng à, chấm muối ngon ngọt ha, giòn
cái độ giòn nó còn ấy thôi. Cái ngày ếch này cũng tâm lý dữ ta. Ngày ếch này từ gói vào sư phụ làm được mấy chục năm mới nghề rồi sư phụ. Cái này không biết tính đâu, không có nhớ nổi đâu. Tại vì làm từ lúc còn nhỏ luôn, nó tứ lung tung cái vậy á. Bữa nay mình ăn với hai cái món này là thấy là đụng chạm với hai nghề của anh Hùng nè. Cho cả nhà xem nè, cái nghề này là cái nghề ếch của anh bắt ếch ha. Còn cái nghề bên đây nè, cái này là nghề anh nuôi vịt hồi xưa đó. Giờ là anh ăn vịt luôn. Hồi xưa khác bây giờ khác, hồi xưa còn nuôi vịt bây giờ đâu còn nuôi nữa đâu, ăn nó được rồi. Hồi xưa nuôi gì không sư phụ? Mấy ngàn à. Hồi đó cấp mà anh nuôi vịt vậy là anh dám anh bắt nó anh mặn anh nướng anh ăn gì không? Ăn tại ruộng bình thường, mấy con què giò á. Vậy là không có kỵ hả? Là bài vịt mình đang thả mà nó bị què đó ha. Ờ què hả mà bị hư gì đó. Đó là mình chọi chúng cục đất á, lên trên bà mình chọi chúng luôn á. Đại tiên vịt nó muốn hư thì mặn mình nướng bình thường hả? Còn vịt mà ở trong nguyên chuồng, vịt đẻ nguyên chuồng vậy á, là con vịt nào mà cái cảm thấy nó không đẻ là mình dạt mình đáng luôn á. Cái ngày vịt thì đó là bao nhiêu năm vậy? À, hồi đó là lúc 13 tuổi tới năm 25 tuổi á. Ồ, vậy kệ cũng trên 10 năm rồi. Hồi đó vậy vịt mướn là ngày là có 2 ngàn thôi, một tháng là 60 ngàn. Rồi giữ lên tới một tháng là tới là 2 triệu mấy, 3 triệu. Giữ. Rồi tính đi là tới bao nhiêu? 2 ngàn, kể nhiêu con, nhiêu năm. Rồi từ từ tới làm ông chủ vịt luôn. Rồi, rồi từ từ thành vịt mướn lại. Động lực nào để sư phụ từ mình giữ mướn xong cái mình mua về mình giữ luôn sư phụ? Cái đó không có mua. Vịt đó là mình giữ là mình, ông đó là ông nuôi tới mười mấy ngàn con rồi. Dạ, cái chia của ông à? Để nuôi hết cái hả? Rồi cái mình giữ, là ông nói con giữ chừng 3 năm thôi con đừng lấy tiền, là con được ngàn con vịt. Bỏ công 3 năm giữ cho ông? Bỏ công 3 năm, mà cái trong đó cũng có ấn tiền gai gai rồi nghe. Gì kỳ á? Tiền cà phê. Tiền cà phê. Đừng đi chơi. Rồi phải tính giống được. Giữ không công mà. Đâu giữ không công được. Rồi xong 3 năm là mình được 1.000 con vịt đó ha. Rồi xong 3 năm là ông nói ông thả vịt gai vậy đó. Thích khúc nào chặn khúc nấy rồi đếm đủ 1.000 con thôi. Biết đâu mấy con ở đằng sau không có chặn, chặn mấy con trước mặt không à. Mấy con giật bòi là mấy con đó con đẻ. Chắc chắn là đã ăn cái tổ chín. Chặn mấy con ăn trước, không ra trời không. Vậy là tao nuôi này tính ra lỗ rồi. Này, lỗ thiên. Gấp miếng vịt nó đi. Từ hồi đó là mấy vịt đó là anh nuôi tính ra là ngày nào anh cũng ăn được vịt hết hay là sao? Ăn trứng vịt nhiều hơn ăn thịt vịt cơ. Ăn trứng vịt ha. Lụm học vịt chắc có mỏi tay luôn hả? 12 giờ 1 giờ mình đi lụm, lụm lại quay tới 3 giờ cái mình ngừng tới 5 giờ cái mình lụm cái nữa tới 5 giờ rưỡi mình thả. Mình lụm mình có mướn không sư phụ? Không. Ở sư phụ bây giờ đi với vịt nó đi, con theo lụm học vịt cho. Hết vốn này. Vốn bây giờ cho xong cái biển hết rồi. Như ví dụ như có vịt nó lạc vô bầy mình sao nhận biết sư phụ? Biết chứ. Vịt nó vịt lạ vô bầy nó dễ biết lắm. Nó tỉ mình chúng kinh mình lùa về á. Con vịt mà nó không chịu theo bầy mà nó quay trở lại ngược trở lại á là nó không chịu theo mình về là nó, con vịt nó là vịt lạ. Còn là bầy lạ ha. Đang vịt lạ. Còn nó lên chuồng. Lên chuồng mà coi trong bầy của mình có con vịt lạ nhìn nó biết lắm. Đấy tỉ là cái đường này là đường mình vô chuồng mình đi. Mình đóng cửa chuồng ra đây, vịt mình nằm đây. Nó đây vòng vòng đây nè, chứ nó không có cho bà vịt là nó không có đi theo vịt. Nó ở góc riêng gì ra. Nó cứ riêng. Nó là chạy chạy cho cặp chạy chạy cho ăn đạn vịt nó vịt lạ. Rồi rút cột lại mình thả nó ra hay là mình để đó mình mở cửa chuồng là tự nhiên nó ra nó lội về chuồng ta. Có tao mở không? Có. Cái ra cái ra cái ăn thịt luôn. Không mở thì xào luôn á chuồng. Nói chung ra dân giữ vịt với nhau á, vịt vô nhập vô bầy rồi không bao giờ bắt. Thả gì hết à? Đi vợ vô. Không thôi đàn chờ chút nữa chủ cũng lại kiếm tới mình à. Không có bắt được. Đúng rồi, cái bọng là con ớt từ cái bọng là nó giòn nhất luôn. Thích ăn bọng.